Hôm nay hàng lại mới về. Em quay một clip tổng hợp giới thiệu nhanh cho các bác một số mặt hàng vừa về ngày hôm nay. Ngoài giới thiệu nhanh cho đây thì các bác nào cần test thì em vẫn có thời gian em vẫn test cho các bác. Báo cáo các bác là các kênh này thì hàng ngày em vẫn giới thiệu mặt hàng. Và thời gian vừa đây cũng được xin ý kiến đóng góp của quý vị là nên test như thế nào, nên giới thiệu như thế nào. Thì cũng rất mong được sự đóng góp tiếp tục của quý vị. Và ví dụ như là những đôi loa này này, ví dụ hôm nay quý vị xem clip này này, là quý vị muốn là em ơi anh đang chơi hay bác đang chơi cái con Infinity hay là con loa này này, nó đánh với âm ly này hay lắm, hoặc là con Antec cái kìa, nó đánh con âm ly này nghe hay lắm, em ghép vào đấy mà đánh. Đấy, rất cảm ơn quý vị cho em lời khuyên như vậy, bởi vì là em nhập loa về để chuyển đến cho quý vị thật, nhưng mặc dù là nhập rất nhiều mẫu loa nhưng mà không phải cái gì cũng biết, bởi vì là chưa được qua tay sử dụng bao giờ. Hầu như là chiếm trên 80% loa, 90% loa là nhập về là ngỡ ngàng, chưa được gặp nó lần nào. Đấy, nên là cũng rất mong được sự đóng góp, góp ý và hỗ trợ của các bác, các chú, các anh. Hỗ trợ được thì khi đó em nó sẽ ghép nó hoàn thiện hơn, nhanh hơn, và đưa được đến quý vị những cái bản test nó chất lượng hơn. Và ngoài ra thì quý vị cũng có ý kiến đóng góp thì đóng góp xuống dưới giúp em, thì em sẽ căn cứ theo cái đấy và em sẽ test cũng như là giới thiệu mặt hàng phục vụ theo yêu cầu của các bác. Còn sau đây em sẽ giới thiệu nhanh này. Cái thứ nhất là về hình thức giới thiệu qua, đã nhìn lướt qua để cho các bác biết giá trước. Không là nhiều bác là cứ giới thiệu hết đây là đến kia là không biết giá. Đối với con Infinity này có mức 11.800.000. Con này thì quá đẹp rồi. Sang đến đôi này. Con này là con Antec. Antec nặng như cối đá. Đây, con Antec loa cổ, Antec có tinh chỉnh volume, tinh chỉnh. Đây. Nó là con Antec đấy em. Xem nào. Con này là con Antec 890B. Hàng made in USA. Antec 890B có giá là 10.500.000. Antec 890B 10.500.000. Tép còi đây. Còi gang luôn. Còi gang luôn ạ. 10.500.000. Sang đến đây nữa là về được đôi loa RCF nữa. Con này là loa RCF, là loa đồng trục bass 40 đã. Bass 40 chuyên karaoke và nghe nhạc gia đình. Con này loa đồng trục nhé. Mang ở ngoài là bass, trong là phễu, chung với kèn, chung với tép nằm trong là luôn phễu đây. Đấy, được chưa ạ? Con này có mức giá như lần trước. Những lần trước em báo là em nhớ là 15.800.000 thì đúng hơn. 15.800.000, 16.800.000 rồi đấy. 15.800.000. Con này là 15.800.000 ạ. Đây, đã có giá báo ghi trên kia rồi, 15.800.000. Được chưa các bác? Nó hơi nặng từ từ. Con này là loa đồng trục Italia, mức giá 15.800.000. Hát karaoke gia đình rất là hay, rất là hay, và nghe nhạc cũng hay sáng. Tiếp tục đến được về được đôi nữa. Đó là đôi loa Coats. Đôi loa Coats, đây là đôi loa Coats hàng đến từ Mỹ. Đôi loa Coats 1030. 1030. Đôi này có mức giá là vẫn như cũ nhé, những đôi trước 19.900.000. 19.900.000. Ngoài ra thì nhập được về một đôi loa bass theo lô. Nhưng mà đây là hai con bass của hai lô đời khác nhau. Chất âm thì nó không lệch nhau mấy, nhưng mà nó của hai đời. Các bác nhìn hộ em chưa? Những con bass này bình thường nó toàn 17-18 triệu, 20 triệu rồi nhá. Hai con bass này nó đều là Electro Voice này, các bác nhìn hộ em này. Electro Voice. Con này đời nó khác. Đấy. Con này đời khác. Hai con này nó cùng hãng, cùng mẫu đời, nhưng mà hai con này sản xuất đời nó lệch nhau. Em nghe test thì hai con nó chả lệch nhau mấy, nhưng mà về hình thức là nó hơi khác nhau. Khác nhau là gì? Về cái miệng chóa này. Chóa này trước thì nó cũng giống hệt nhau, nhưng mà con bên này thì chữ nó đậm hơn một chút. Con bên này thì lại chữ nó nhạt hơn một chút. Đấy. Đôi loa này bình thường, nếu mà bình thường nó mà cùng lô thì nó cứ phải 18-19 triệu. Loa toàn dài này. Đôi này để cho các bác 9.800.000. Bác nào lấy được liên hệ. 9.800.000 là em đã lỗ vài triệu rồi. 9.800.000 em đã lỗ 4-5 triệu rồi. Hơn đây. Cái này nó là cái tem đây, em quay cho các bác nhìn còn zin hết, được chưa? Nó cái tem em từ đây. Đây, còn con này thì lại còn tem của nó đây này. Nó chỉ lên rỗng mà, rỗng. Đây là cái tem nhôm nó dán vào. Đấy, chưa?
Bác nhìn nhé, gọi là hai đời thôi nhưng nó cũng chả khác nhau, không khác nhau, nó không khác nhau. Và em test thử chất âm thì nó cũng chả lệch nhau, chả lệch nhau mấy. Hai đời nó có nghĩa là một con là đời là vân cái màng này này, nó làm sần hơn con này một chút, con này nó sần tí đấy. Nó gọi là hai đời, nó làm màng khác nhau thôi. Còn trên gân đây vẫn dập này, 7349. Tóm lại là hai con này nó khác nhau về đời, đời nó khác nhau nhưng mà nó không lệch nhau lắm. Nên tóm lại là cho vào loa thùng, mới cho loa thùng các bác tem test thử em nghe rồi nó chả lệch nhau. Đấy. Nên vì thế mới để cho các bác đôi loa này bát 40, loa toàn giải đây, loa toàn giải Electro Voice hàng Made in USA LS15 40W chứ. Con này bát 40 giá 9,8 triệu một đôi loa bát này. Tóm lại các bác ạ, các bác lắp này chả ai để ý cả. Nói thế thôi, chất thì khá khác với nhau nhưng nó lệch, nó hơi lệch, con này nó sáng hơn, con này nó đậm hơn một tí. Tóm lại đây nhìn. Ông bảo con nhìn như này không thể biết được. Đấy được chưa? 9,8 triệu. Cho các bác em ghi giá luôn. Em ghi giá luôn cho các bác nhé. Để cho nó dễ. Bình thường ông bảo bà xem cháu không em? Không có ai trong nhà đâu. Bình thường đấy 9,8 triệu. Nói là con này nó rơi mất cái tem đâu, nó y như tem này. Đấy, để ghi luôn nhá, 9,8 triệu đôi loa bát 40 toàn giải này thì nó hàng đẳng cấp rồi. Bác nào lấy thì bác cứ lấy thôi. Còn bình thường mà nó thật sự là nó để nếu mà lắp vào thùng thì chả ai biết được. Nhưng mà bọn em nhập hàng nó bị lệch kiểu gì thì phải báo như kiểu đấy, không làm thế được. Nên là giá 9,8 triệu, chứ còn bình thường nó mới giống nhau như này, nó gần 20 triệu đôi này đấy các bạn. Được chưa? Đấy, 9,8 triệu. Còn sau đây em bắt đầu quay giới thiệu lại chi tiết cho các bác. Bắt đầu từ đôi loa đầu tiên này. Về hình thức thì nó quá là đẹp rồi. Thiết kế như kiểu capa nhỉ. Con này báo cáo các bác đây. Về phía trước thì được thiết kế màng zin trong suốt luôn, nhìn thấy hết nội thất. Gân cao su, gân mút cao su, nó hai bát. Con chung của nó cũng chung vào tép khá hoành tráng, tép điện được hoành tráng, tép điện chưa. Con này có giá là 11,8 triệu. Con này là con loa Infinity đây, con Infinity RS4. Đây là con loa Infinity RS4 có cầu chì đây. Infinity RS4 đây là tinh chỉnh cho giải tép và giải chung. Báo cáo các bác là các nhớ nhé, nếu vô tình một ngày nào đó mà bác thấy một bên loa nó không có tín hiệu thì bác phải kiểm tra cầu chì trước nhé. Đấy chưa, ông vào xem ngoài đấy nó cuối thế chưa. Con này có mức giá là 11,8 triệu. Con này lau dọn, lau đi, lau sạch sẽ đi, nhìn phải nói là đẹp lung linh hay căng. 11,8 triệu. Về kích thước của chiều ngang của nó đây. Chiều ngang của nó khoảng 35 cm ạ. Chiều sâu cả ê căng 22. Và chiều cao xem nào. Chiều cao của em nó 79 đến 80 cm, 80 phân. Đấy, giá 11,8 triệu. Sang đến với lại đôi loa Antec này, không biết là nó khung gang này, em đoán là khung gang này đúc đồng hết, nên là em bê chiếc loa này nó nặng lắm, nó quá nặng luôn, chắc là cái khung này đúc rồi, nó quá là nặng, nó là cực kỳ nặng luôn đó. Cực kỳ là nặng. Đôi loa Antec này được thiết kế với hai bát 25 đây, vị này bát 25 này, 25 một tép còi, tép này là đúc bằng gang luôn, tép đúc bằng gang ạ. Vỏ bằng vỏ thiết kế màu gỗ rất là đẹp chưa. Nó nhìn như thế này thì phải nói là loa bãi là đẹp, rất là đẹp rồi. Nhìn cái hình thức nhìn vào như này là ưng ý rồi ạ. Với em ưng ý rồi. Còn con nào sứt vỡ như này em sẽ báo sứt vỡ. Đây là con loa Antec đây này. Đây. 890B. Con Antec 890B trở kháng 8 ohm. Trở kháng 8 ohm ạ. Được chưa? Hàng Made in USA. Con Antec
đây là volume tăng chỉnh cho giải thép, còn đây là hai đường cấp tín hiệu vào, đây là dòng loa cổ. Đôi Antec này có mức giá là 10,5 triệu, quá ok rồi. Chiều sâu của nó là 28, chiều sâu 26-28 cm, chiều ngang là 38 ạ, chiều ngang 38, và chiều cao xem nào, 1, 2, 3, chiều cao khoảng 60-62 cm ạ. Đấy là với đôi loa Antec. Đi sang với lại đôi loa RCF thì con này đã giới thiệu rất là nhiều clip rồi, cũng như là giới thiệu từ đầu năm đến giờ cũng bán chắc nổi hơn chục đôi này rồi. Nhưng mà trong 2 tháng gần đây thì không có đôi này, bây giờ mới về được một đôi nữa. Dòng này nó là dòng loa của Italia, bát 40, tép đồng trục, tất cả bát chung tép đều nằm ở trong này hết. Cái quan trọng là bác chú ý nhé, là cái giải chung giải tép được nó xử lý được tất trong một con loa này, thì họ đã tính toán nó rất cân đối, rất chuẩn rồi. Nó khác với dòng loa thùng ở ngoài là có bát có chung có tép thì nó lại thiết kế nó kiểu khác, nó xử lý nó không được đồng bộ như này. Đây nó đồng bộ hết rồi. Và đây là con RCF CX15N351. Con này công suất tối đa 900W, độ nhạy 101 dB, độ nhạy 101 dB, có nghĩa công suất tối đa của hai là 900W. Đây công suất 450W cộng tổng là 900W này nữa. Trở kháng 8 ohm, độ nhạy hơn 100 dB. Độ nhạy nó cao như thế này thì các bác rất là dễ ghép âm ly, được chưa? Còn về chiều cao này, mức giá của nó là 15 triệu 800, 15 triệu 800. Chiều cao này, 1 này, 2, 3. Chiều cao nó 60, chiều ngang 40 ạ, và chiều sâu khoảng độ 38. Có mức giá là 15 triệu 800. Đi sang với đôi loa cốt này, thì cái dòng loa cốt này em cũng bán khá nhiều rồi. Riêng cái con loa cốt này thì cái chất bát của nó đánh cho các bác mê luôn, xuống sát đất cực kỳ mê. Đây là đôi loa cốt cốt CM1030, hàng made in USA, gồm có hai con tép, hai chung, hai lỗ thông hơi và một con bát 25 phía dưới cùng. Con này phải 27 đúng không? Cốt này được chưa, ê căng còn đầy đủ. Ở phía hai bên cùng thì có hai cái tay sách được bọc bằng đồng, ốp vào đây hai bên. Về phía sau, thùng vách phía sau được thiết kế phẳng hết. Dưới cùng là đường cấp tín hiệu vào, cấp tín hiệu vào có rõ âm dương đây rồi. Và đây là cầu chì bảo vệ. Cầu chì bảo vệ này quý vị chú ý là khi một ngày nào đó vô tình này, mà loa không thấy kêu thì các bác phải kiểm tra cái này trước. Nhớ rằng hãy kiểm tra cái này trước, sau đó mới nghĩ đến loa nó bị hỏng hay không. Bởi vì là một là cầu chì nó bị đứt hay đấy, nó nhiều vấn đề. Đây hàng thì đã thông báo rồi, made in USA. Đây tên của em, nó tên của con loa này là đây, cốt KOS đấy, cốt CM1030, hàng made in USA, được chưa? Có mức giá là 19 triệu 900. Còn đây là đôi loa Electro Voice, loa toàn giải. Ấy giả thì em đã giới thiệu cho bác rồi đây. Nhìn về đằng trước thì em ngửa nó hết lên, em cho các bác nhìn, cho các bác nhìn cho nó rõ. Không bán hàng online nó rất là khó. Đây, nhìn vào các bác nhìn thấy không? Đây là không phải là nó bị nhá, đây là cái đường ẩm mốc nhé, ẩm chưa lau đi thì nó sẽ đều hết. Nhưng hai con mới nhìn vào thì không rõ luôn, nhưng con bên này chữ nó nhạt hơn con bên này. Đấy, hai đời nó khác nhau. Kích thước loa thì giống nhau, mở test lên thì chả thấy nó lộ lại gì, nhưng mà khi mở ra con thùng ra thì thấy nó khác về hình thức một chút. Nên chính vì vậy nên là cái mức giá chấp nhận lỗ gần 10 triệu đấy. Vì đôi này bình thường bán 17-18 triệu cơ, nhưng bây giờ chỉ còn 9 triệu 8, bát 40 ạ. Bát 40. Bác nào có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại là 0911 169 961. Em cảm ơn.